Voice, ứng dụng nghe podcast và audio trực tuyến nội dung Việt cho người Việt, có hơn 500.000 chương trình với các nhà sáng tạo nội dung và YouTuber hàng đầu Việt Nam như Hannah Alexis, Trang Trang Chuối, Liêu Hà Trinh, Shark Thái Vân Linh, Quốc Khánh Show, MC Mai Trang. Tải ngay ứng dụng Voice về máy để thử thức chương trình Bí ẩn sự việc bất kỳ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Ứng dụng có các phiên bản Android và iOS, link tải ứng dụng ngay dưới mô tả video này. Bản lĩnh Lê Hoàn. Vào năm Canh Dần, năm 990, vua Tống Thái Tông sai Tả Chính Ngôn là Tống Cảo cùng với Hữu Chính Ngôn là Vương Thế Tắc mang chế sách sang phong thêm cho Lê Hoàn hai chữ Đặc Tiến. Vốn biết nhà Tống hống hách, ngạo mạn, Lê Hoàn thay đổi cách đón tiếp. Ông muốn nhân lúc này tỏ rõ sức mạnh quân sự của Đại Cồ Việt nên đã sai Đinh Thừa Chính mang 9 chiến thuyền và 300 quân sang tận Liên Châu, Quảng Đông, Trung Quốc để đón sứ rồi bảo vệ đoàn sứ đến Đại Cồ Việt. Và tháng 10 năm đó, đoàn sứ Tống tới kinh đô Hoa Lư trong cảnh tưng bừng khác lạ. Dưới sông, chiến thuyền tinh kỳ san sát. Bên các sườn núi, quân lính võ phục chỉnh tề, gươm giáo sáng loà. Trên các cánh đồng, hàng ngàn trâu bò, rong ruổi đen đặc, bụi bay mù mịt. Sứ Tống không thể không thấy sự hùng cường, giàu mạnh của nước Việt. Theo nghi lễ của Tống Triều, khi nhận chiếu thư của Thiên Triều, các vua nước chư hầu phải lạy. Nhưng Lê Hoàn giải thích, vừa đi đánh giặc Mãn, ngã ngựa chân đau, không lạy được. Tránh sứ Tống Cảo cũng đành chịu. Đây là lần đầu tiên vua nước ta nhận chiếu thư không lạy. Không chỉ mở đại yến tiệc ngoài bãi biển để chào mừng sứ thần, vua Lê còn mời sứ giả xem những người lính Đại Cồ Việt tay không đánh nhau với hổ trong sân nhà vua. Hổ dữ gầm thét lồng lộn vồ lấy người, nhưng đã bị những người lính tặng quả đấm như trời giáng vào hai thái dương và bị đạp vào chỗ hiểm nên chỉ còn điên cuồng giãy giụa. Sứ thần Tống Cảo đã bị một phen sợ toát mồ hôi, là trò chăn dữ biểu diễn. Chăn có thể nuốt người ăn thịt hoặc vặn mình cho đến nát, song đã bị người lính bé nhỏ điều khiển cho quấn lên cổ mà không khiếp sợ. Lê Hoàn cũng cho người khiêng một con chăn lớn dài vài trượng đến quán dịch nói với sứ Tống: nếu sứ thần ăn được thịt chăn thì vua tôi sẽ cho người làm cỗ để mời. Sứ Tống khiếp đảm từ chối. Trước khi đoàn Tống Cảo về nước, Lê Hoàn thẳng thắn bảo họ: sau này nếu có quốc thư thì nên giao nhận ngay đầu địa giới, không phiền sứ thần đến đây nữa. Tống Cảo thuận lòng về tâu lại và vua Tống Thái Tông bằng lòng với đề nghị của vua Lê. Vì thế, đầu năm 995, nhà Tống lại sai Vương Thế Tắc và Lý Cư Giản sang phong Lê Hoàn làm giao chỉ quận vương. Cuối năm Ất Mùi, năm 995, Văn Dũng là dân ở trấn Triều Dương thuộc tỉnh Quảng Ninh ngày nay làm loạn, giết người rồi trốn sang trấn Như Tích thuộc Khâm Châu của nhà Tống. Trấn Như Tích liền với trấn Như Hồng, được trấn tướng ở đó là Trần Lệnh Đức chứa chấp. Lê Đại Hành sai trấn tướng Triều Dương và Hoàng Thành Nhã đuổi bắt, Lệnh Đức không chịu trả về. Quan nhà Tống là Nghiêu Tẩu đến Như Tích tra ra được nguyên do việc chứa chấp ấy, đem hết trai gái già trẻ đã chứa giấu tất cả 113 người gọi Thành Nhã sang giao cho nhận về. Vua ta cảm ơn nhà Tống, sai sứ sang tạ ơn. Lại nói về việc đã bắt được giặc biển 27 người, giao trả cho chuyển vận sứ và đã răn cấm các khe đồng không được quấy rối nữa. Vua Tống mừng lắm, lại sai Lý Nhược Chuyết mang chiếu thư và đai ngọc sang ban cho Lê Đại Hành. Khi Nhược Chuyết đến, vua ra đón ngoài thành, có ý ngạo mạn không làm lễ để tỏ ra cao quý khác thường, rồi bảo với Nhược Chuyết rằng: việc cướp trấn Như Hồng là do bọn giặc biển ở ngoài, hoàng đế có biết đó không phải là quân của Giao Châu không? Nếu Giao Châu có làm phản thì đầu tiên đánh vào Phiên Ngung,
thứ đến đánh Mân Việt, tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc, há chỉ dừng ở Trấn Như Hồng mà thôi. Chắc rằng lời ấy sau này bay về tai Tống Thái Tông, nhưng nhà Tống cũng không dám ý kiến gì thêm. Dù đó là lời nhận lỗi, nhưng cũng là lời răn đe dành cho phương Bắc đừng có hồ đồ đụng tới bờ cõi nước Nam. Nhờ những lần tiếp xứ khác người và có phần kiêu ngạo ấy của Lê Đại Hành, nước ta dưới thời Tiền Lê, Mạn Bắc được yên, không lo nhà Tống giấy binh thêm lần nữa. Lời bàn. Theo sử sách còn lưu truyền đến ngày nay, trong 30 năm tồn tại, nhà Tiền Lê đã sang sứ nhà Bắc Tống 7 lần và 11 lần tiếp đón sứ nhà Bắc Tống. Trong đó, 2 lần đón sứ và 1 lần sang sứ trong năm 980. Lê Đại Hành mới lên ngôi, nhân danh vua Đinh Toàn làm ngoại giao. Từ năm 983 đến 1009, nhà Tiền Lê chỉ sai sứ sang Biện Kinh 6 lần. Ngược lại, các vua Tống có tới 9 lần phái sứ sang Đại Cổ Việt để giữ quan hệ hòa hiếu phía Nam. Cứ qua lời bài hành lục của Tống Cảo thì y cũng thấy rõ ý đồ của vua Lê như thế nào khi đem chiến thuyền quân lính vào tận đất Tống rước sứ, lại xuất hết cả binh thuyền và chiến cụ cho sứ được mãn nhãn với sức mạnh quân sự của nước Nam. Thành Hoa Lư quân lính đông hơn dân thường, cốt làm cho sứ nghĩ lực lượng quân đội của nhà Tiền Lê đông đảo hùng mạnh. Kể ra, việc phô trương binh lực cả trong bang giao của Lê Hoàn cũng là một sáng tạo trong nghệ thuật tiếp sứ và giao tế quốc gia chứ chẳng thường đâu. Bàn về chính sách ngoại giao thời vua Lê Đại Hành, Lê Hoàn là người mở đầu và xác lập những nguyên tắc cơ bản của nền ngoại giao Đại Việt. Nhà Tống là triều đại phong kiến hùng mạnh nhất châu Á đương thời, mang nặng tư tưởng bành trướng, đã phải từng bước thừa nhận sức mạnh thế lực của quốc gia độc lập Đại Cổ Việt, đã phong cho Lê Hoàn các tước vị cao như Giao Chỉ Quận Vương, Nam Bình Vương. Sứ thần Tống còn làm thơ tôn Lê Hoàn tài ba không khác gì vua Tống. Chính vì thế, tên tuổi cũng như sự nghiệp của Lê Hoàn trường tồn cùng dân tộc và được hậu thế mãi mãi tôn vinh. Theo website Bình Phước Online, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn nhấn đăng ký để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể. Cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.